Một ngày bình thường của anh Mạnh là mỗi sáng đi chợ chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Ngày hôm nay anh còn mua thêm một bông hoa hồng tặng vợ. Mấy con làm gì đây? Anh mua bông hoa để tặng em nhân dịp Valentine. Để chúc em mạnh khỏe, vui vẻ. Quen nhau từ trung tâm dạy nghề như một cơ duyên. Lúc đầu, anh chỉ dám theo dõi chị trên Facebook, rồi sau đó, qua những câu chuyện tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống thường nhật, những khó khăn thường ngày của người khuyết tật. Và rồi, anh hiểu những cảm giác chị đã từng trải qua mà thông cảm sâu sắc. Tình yêu cứ thế, đến từ lúc nào không biết. Ngày anh dũng cảm nói chuyện với gia đình về chị, cũng là ngày anh nhận được sự phản đối của cả gia đình. Mà tôi cũng đã lường trước được tất cả mọi khó khăn, những cái rào cản. Nếu mà một khi mà hai vợ chúng tôi đến với nhau, thì là tôi đã xác định rõ một điều như thế và tôi sẵn sàng tôi chấp nhận tất cả mọi thứ và để chúng tôi để tôi chọn cái hạnh phúc. Có nhiều dư luận và cũng nhiều phản đối từ bên gia đình và bạn bè, chủ yếu là do chồng mình động viên mình hai vợ chồng cố gắng vượt qua rào cản và dư luận của mọi người. Bằng lòng vị tha, tình yêu thương sau 2 năm chung sống, tiếng khóc trẻ thơ là quả ngọt của mối tình như cổ tích năm nào giữa anh, một chàng trai lành lặn, và chị, một cô gái khuyết tật. Tiếng khóc trẻ thơ cũng đang thắp sáng tương lai của những con người biết sống và biết yêu chân thành. Tôi nghĩ rằng là dù là người khuyết tật hay là người bình thường cũng thế, người ta cũng đều có quyền được sống, được yêu, được quyền được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Bình thường thì chưa có em bé thì chồng mình phụ mình từ công việc lắp tranh và mọi sinh hoạt nấu nướng các thứ thì mình cũng không đi lại được. Còn bây giờ có em bé thì chồng mình cũng hỗ trợ mình trông con, thay tã rồi pha sữa các thứ cho con. Giờ đây, hàng ngày anh vẫn tỉ mỉ chăm sóc cho chị. Chị không thể di chuyển được, vì vậy mà anh phải làm từ những công việc sinh hoạt bình thường đến việc phải gánh vác trên vai trọng trách của một người đàn ông. Tóc em nó dài. Với anh, chỉ cần tình yêu, tấm lòng bao dung, thì dẫu cuộc sống có nhọc nhằn đến mấy cũng có thể vượt qua. Tôi cũng không bao giờ tôi kêu ca phàn nàn với chuyện là vất vả quá hay thế này thế kia. Mà tôi coi đó nó là... Mà tôi cảm thấy, ngược lại tôi cảm thấy hạnh phúc. Vì là tôi hạnh phúc vì tôi đã giúp được vợ mình và con mình. Đó là cái điều mà tôi cảm thấy, tôi coi đó là cái điều rất là vui vẻ. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, hàng ngày anh Mạnh vẫn đang làm những công việc của cả người bố lẫn người mẹ với đứa con thơ. Còn đối với người vợ anh hết mực yêu thương, thì anh là đôi chân, là đôi tay mà số phận đã cướp đi của chị. Anh là bờ vai vững chãi để chị nương tựa suốt cả cuộc đời. Tình yêu của anh Mạnh cũng nồng nàn, bao dung như những câu hát du này. Có muốn ăn nhãn